Xin kính chào quý cô bác anh chị, quý vị khán giả đang theo dõi video tiếp theo trên kênh Dòng Đời Của Mình. Hôm nay là ngày thứ bảy, mình xin chúc cả nhà một ngày thật nhiều niềm vui, sức khỏe và bình an. Trong bản tin sáng hôm nay, em xin chia sẻ với quý vị một cái bài viết rất là hay trên trang cá nhân của chị Bùm Bùm ha. Đó, hiện tại trong cái câu chuyện sóng gió gia tộc của gia đình của nghệ sĩ Vũ Linh thì phía chị Hồng Loan là từ đầu drama đến giờ là có Bùm Bùm cũng như là anh Mỹ là những người anh em luôn yêu thương và bảo vệ chị Hồng Loan. Thì mình thấy rất là lâu rồi chị Bùm Bùm rất là ít đăng những cái dòng trạng thái như này ha. Và hôm nay mình thấy một cái bài viết rất là xúc động thì cũng muốn chia sẻ cho cả nhà cùng được lắng nghe ha. Chị Bùm Bùm viết như thế này quý vị. Cu Bill vừa ngủ, nằm check được thêm ít tin nhắn của các anh chị đặt mua hàng. Xong tự nhiên nhớ cũng tầm giờ này năm ngoái, khi mà nhà nhà người người đang nôn nao chuẩn bị Tết, thì mấy anh em tụi em lại có cảm xúc ngược lại. Chưa bao giờ sợ màn hình điện thoại hiện lên chữ bà móm. Bà móm ở đây tức là chị Hồng Loan đó cô chú anh chị. Tại lúc đó là thời điểm đỉnh, bác trở bệnh nặng, thường xuyên đi viện rồi về. Rồi cứ chiều chiều tối là hay nhận được cuộc điện thoại của bà móm báo tình hình sức khỏe của bác. Từng ngày cũng chỉ một mình bà móm hay gọi cho mình thôi. Giờ nằm nhớ lại mà cảm xúc như còn nguyên. Còn nhớ giọng bà vừa run run vừa buồn muốn khóc. Bà cứ sợ bác bỏ bà đi lúc nào không biết. Rồi cứ như vậy ngày qua ngày. Trưa mùng một Tết bà móm vào bệnh viện. Lát sau Mỹ cho em chạy lên theo. Rồi ba anh em thay nhau lên thăm bác. Mỗi đứa còn hôn lên má bác một cái. Em còn nói với bác: bác ơi, bác ráng uống khỏe mạnh về ăn Tết với tụi con nhà bác. Bác mở mắt nhìn tụi em cười nhẹ một cái, nhìn thương lắm. Lúc đó bà móm phờ phạc lắm. Và lúc đó cũng là cái một mà chắc không bao giờ em quên được đâu. Vài dòng cảm xúc giữa đêm khuya, tự nhiên thấy nặng lòng. Đó, một cái bài viết rất là cảm xúc của chị Bùm Bùm. Chị chia sẻ về câu chuyện cái thời gian cuối đời của nghệ sĩ của chú anh chị. Lúc đó thì chỉ có Hồng Loan, Bùm Bùm như là anh Mỹ thay phiên nhau vào bệnh viện để lo cho chú Năm thôi. Chứ còn bên phía mẹ con bà Sáu là bận rồi, không có đi lo được nha. Có trước đây mình có chia sẻ một bài viết là bà Tư đã từng nói là những lúc mà cuối đời á thì bác sĩ cần gặp người nhà của gia đình thì bà Xích bà nói là bà bận giữ cháu ngoại, bà không có lên được đó. Người ta là sống với nhau ở đời á, cái khoảnh khắc quan trọng nhất là những lúc mà sinh tử đó cô chú anh chị. Những lúc đó là phải cần có người thân bên cạnh, mà bà Xích bà nói như vậy là mọi người đi hiểu rồi ha, hiểu được cái con người thật của bà như thế nào. Vậy mà lúc nào cũng mở miệng là yêu thương bảo vệ anh Năm đó. Má Tư lúc trước nói là miệng thì nói thương anh, nhưng mà đến ngày bác sĩ yêu cầu người thân ký giấy để tiến hành giải phẫu con nuôi, gọi điện thoại cho người em của ba thì cô em trả lời là mắc bận giữ cháu nè, không có thời gian đến bệnh viện. Như vậy thì cái thương anh thật vậy không mọi người? Đó, một cái những cái chia sẻ thì má Tư thì má là người đi diễn cũng như là ở bên cạnh cậu một khoảng thời gian khá là dài nên nắm được rất là nhiều những cái câu chuyện, những cái drama ha. Đó, mọi người thấy không? Một lần nữa mọi người thấy là Hồng Loan là hết mực lo cho cha ở khoảnh khắc cuối đời và có lúc là tiều tụy luôn đó cô chú anh chị. Nhiều cô chú bác anh chị sau khi mà đọc những cái dòng trạng thái này của chị Bùm Bùm cũng có những cái comment rất là xúc động ha. Một khán giả người ta comment như này quý vị: xem những dòng chia sẻ của con mà cô cũng rớt nước mắt. Thương móm cái cảm giác khi sợ mất những người thân yêu nhất mà cô đã từng trải qua, giờ còn mấy anh em giọng hò võ. Hãy yêu thương, bảo vệ nhau như lời bác Năm căn dặn con Bùm Bùm nhé. Cô yêu thương cả ba đứa con.
Mỹ, Bum và Móm nha. Đó, rất là đồng cảm với cái cảm xúc của chị Bum Bum ha. Tại vì trước tới giờ mình thấy chị Bum Bum thường rất là ít mà chia sẻ những cái dòng trạng thái như này. Và bây giờ thì Bum Bum thì cũng có hoàn cảnh rất là giống chị Hồng Loan. Bây giờ là cha vẫn còn, nhưng mà cha bây giờ là đi bước nữa, bây giờ bị cái bà con xèo bả chiêu dụ như nào, bây giờ là bỏ con luôn. Bây giờ mà nói nếu mà không có Hồng Loan thì đúng Bum Bum bây giờ cũng cũng có cuộc sống rất là vất vả. Bây giờ là cả gia đình Bum Bum đều ở đó, và hai vợ chồng thì cũng phụ Hồng Loan, nó có công việc bán hàng online, cũng như là anh hai Vũ Luân hay là cả chị Ba Bình Tinh là hứa là sẽ lo cho bé Bill, nên mọi người cũng rất là yên tâm ha. Đó, một khán giả người ta cũng comment như này quý vị: tự nhiên vừa cầm điện thoại lướt lướt thấy status của bé Bum Bum thấy chạnh lòng, mong rằng ba anh em luôn yêu thương hỗ trợ nhau trong cuộc sống, đó cũng là điều bác em luôn mong muốn. Chị cũng muốn mọi người luôn ủng hộ các em dưới mọi hình thức, tinh thần nè, mua đồ ủng hộ nè, mãi yêu cô bé bốn mắt đáng yêu dễ thương của tôi. Đó, rất là mọi người rất là đồng cảm với cái dòng trạng thái của chị Bum Bum. Đó, mọi người thấy bên team vì yêu thương mà đến của chị Hồng Loan đọc nghe rất là xúc động ha. Nhưng mà bên phía bên kia, bên phía bà Tiên Ngáo thì cũng có một cái bài viết đăng trên cái trang ủng hộ yêu thương Hồng Loan, con gái duy nhất của nghệ sĩ Vũ Linh, thì cũng có một cái bài viết như này của một tác giả mà mình nghĩ là đọc sẽ cũng rất là bức xúc quý vị. Bước qua năm 2024 rồi mà vẫn chưa đi chữa bệnh hả? Tiên Ngáo, bệnh ngáo của mụ là ngày càng chuyển biến nặng rồi đó quý vị. Chỉ vì Hồng Loan không cho đồng ý khắc bài thơ xù xì đám của mụ ta lên bia mộ của ba mình, mà mụ ta quyết tâm đeo bám Hồng Loan, tiếp tay cho những kẻ tham hãm hại xuyên tạc bêu xấu Hồng Loan không chịu dứt. Hết gán ghép Loan ăn cắp tiền của ba, rồi lại qua vụ Aden con nuôi, giờ lại thêm vụ Loan bị ba mình từ quá trời quá đất quậy độc nước họ Võ đây mà. Yêu cha không được đòi tiền người con đã đành, nay có chiêu thức mới, chắc chồng mụ ta ở suối vàng biết được cũng phải tặc lưỡi thốt lên hai chữ: Tiên ơi bớt ngáo anh nhờ, ở nơi âm phủ anh chờ đón tiên. Đó là bà Tiên Ngáo. Bây giờ là từ lúc mà cái chuyện mà gia đình chị Hồng Loan hay cả anh hai Vũ Luân mà từ chối cái chuyện mà khắc bài thơ lên bia, bây giờ là bà liên tục đăng đàn vu khống bịa đặt nói xấu chị Hồng Loan, đó là một cái điều rất là xúc phạm ha. Hay cả ông Sạc Bình cũng vậy, ông Sạc Bình nói về câu chuyện của cái bài hát của ca sĩ Quách Tuấn Du đó, mình thấy trong drama này không có ai lên tiếng, chỉ có một mình ổng thôi. Ổng rất là bức xúc của chú vậy đó. Ông Min đó là chồng của bà Xích đó, là ông nói Bình ơi, cái bài đó nó có đâu liên quan gì tới mày đâu, sao mày bức xúc dữ vậy, vợ con của tao chưa lên tiếng mà sao tao thấy mày bức xúc, mày lo tiền bao đồng quá, mày mày lo mà đi kiếm công việc đi làm đi ăn đi, suốt ngày mày cứ đi đụng chạm với bên kia sẽ làm cái gì đó. Thì trong bản tin sáng ngày hôm nay em xin cập nhật một số thông tin rất là nóng và hot. Đến đây em xin tạm dừng cái video. Xin chúc cô bác chị chúng ta một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo.